quý vị và các bạn đã đến với bản tin Y tế ngày 26 tháng 9 do Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Lễ công bố chương trình vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt. Bệnh nhi 3 tuổi tử vong vì bệnh tay chân miệng sau 15 phút nhập viện. Đồng Nai, Bình Dương, 8 người liên quan đến 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Cao Bằng liên tiếp các vụ học sinh bị ngộ độc do uống nước ngọt không rõ nguồn gốc. Nguy kịch sau khi uống 3 ly rượu đặc sản phải vào viện lọc máu. Sữa chua tự làm khiến 10 trẻ mầm non nghi ngộ độc. Cục pin đường kính 15mm đã cháy khét 80% nằm trong mũi bé gái 4 tuổi. Dùng chung nước chấm chén đũa khiến trẻ có nguy cơ bị thủng dạ dày. Chiều nay ngày 26 tháng 9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế tổ chức lễ công bố chương trình vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình vinh danh các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ cá thể và doanh nghiệp có thành tích nuôi trồng, bảo tồn, hình thành được chuỗi liên kết trong phát triển dược liệu tại các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ vùng dược liệu đó, phát triển thành các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, vận dụng và phát triển các bài thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, góp phần chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe cho người dân, đem lại cuộc sống ấm no cho bà con tại các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chúng tôi mong muốn là truyền thông, truyền tải các cái thông điệp là cái cơ hội tiềm năng về cái phát triển y dược cổ truyền cũng như vấn đề dược liệu ở Việt Nam hiện nay rất là lớn. Và với cái trách nhiệm của một cơ quan truyền thông ấy, thì chúng tôi cũng mong muốn là lan tỏa những cái thông điệp tốt đẹp về cái sự nỗ lực cố gắng phát triển vùng dược liệu, không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước mà từ các hộ gia đình, các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng là một cái sự động viên chia sẻ và khích lệ bà con thông qua cái việc tổ chức chương trình này để làm sao mà cái phát triển cái vùng dược liệu của Việt Nam đạt được những cái kế hoạch như chính phủ cũng như là Bộ Y tế thực hiện trong các cái chương trình, các cái dự án mà chúng ta đã triển khai nhiều năm qua. Lễ vinh danh vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2023 sẽ được tổ chức chính thức vào đầu tháng 12/2023. Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 81.000 ca mắc tay chân miệng, 21 trường hợp tử vong so với cùng kỳ năm 2022. Cả số mắc ca bệnh và số ca tử vong đều tăng. Trước đó, bé có biểu hiện sốt, mệt, được chuyển tới bệnh viện địa phương để điều trị. Tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, bé được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 và phải thở máy. Sau 2 ngày thở máy, tình trạng bệnh nhi diễn tiến ngày càng xấu với tiên lượng nặng. Theo nguyện vọng của gia đình, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi đã trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng chỉ sau 15 phút nhập viện, bệnh nhi đã ngừng tim và tử vong với chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4. Được biết, đây là trường hợp mắc tay chân miệng rất nặng. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, nhưng trẻ không qua được. Chia sẻ bệnh lý tay chân miệng, thạc sĩ bác sĩ Lê Phan Kim Thoa, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nếu như một bé mà điển hình thì nó sẽ có biểu hiện là thứ nhất là nó sẽ có những cái biểu hiện ở trong miệng là bé nó sẽ bị lở miệng, bị loét miệng. Thứ hai nữa là nó sẽ có nổi những cái sang thương ở ngoài lòng bàn tay, lòng bàn chân. Tuy nhiên đó là những cái thể mà chúng ta nói là điển hình, nhưng mà có những cái bé nó chỉ nổi ở trong miệng thôi. Và có những bé nó chỉ nổi ở ngoài da thôi. Và đặc biệt tay chân miệng nó có một cái đặc điểm là cái sang thương da ngoài cái sang thương ở lòng bàn tay, lòng bàn chân thì có thể sẽ nổi sang thương ở trên mông và trên đầu gối hoặc là ở ngay cùi chỏ. Đó là những cái thể điển hình. Đó là khi mà mình nói về điển hình, tức là gặp là mình biết liền. Nhưng mà thật ra tay chân miệng có những cái trẻ là nó nổi những cái sang thương da cả người luôn. Rất là khó để mà phân biệt cái đó là một cái trường hợp phát ban. Thậm chí là nó nổi những cái bóng nước rất là lớn, khó phân biệt lại một cái trường hợp là thủy đậu hay là bệnh tay chân miệng thông thường. Để hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và triển khai việc phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn, kiểm tra đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tay chân miệng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, liên quan đến 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ vừa được phát hiện ở Đồng Nai và Bình Dương, trong đó 1 trường hợp ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, HCDC đã điều tra dịch tễ với 8 người. Trước đó, ngày 22 tháng 9, một bệnh nhân nam 25 tuổi quê ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu, Thành phố Hồ Chí Minh với các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ.
bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ. Nam bệnh nhân hiện đang được cách ly điều trị. Sau khi khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết đang ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nam bệnh nhân cũng chia sẻ, trong 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân chỉ ở Việt Nam. HCDC đã triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý. Cụ thể, HCDC đã lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cũng theo HCDC, những người tiếp xúc gần cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày, hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trọ và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân. Những người tiếp xúc gần hiện ổn định, không có triệu chứng bất thường. HCDC vẫn tiếp tục điều tra theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và người tiếp xúc. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, HCDC khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người bệnh có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân, kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời, đồng thời cần chủ động tự cách ly. Người dân lưu ý tránh tiếp xúc gần với những người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tại Cao Bằng gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm do học sinh ăn uống các loại bánh kẹo, nước ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chữ nước ngoài in trên nhãn mác. Cụ thể mới gần đây nhất, 8 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Cốc Bàng, xã Cốc Bàng, Bảo Lạc, Cao Bằng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, được đưa đến trạm y tế xã Cốc Bàng để khám và điều trị. Các bệnh nhân kể lại đã ra cổng trường mua nước ngọt đóng chai dung tích 245ml, không rõ nguồn gốc về uống. Sau uống khoảng 20 phút, các em có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn kèm theo tiêu chảy. Các em được thầy cô giáo đưa đến trạm y tế xã Cốc Bàng để khám, điều trị. Hiện có 7 em sức khỏe đã ổn định, một em chuyển lên trung tâm y tế huyện Bảo Lạc. Sau đó, sáng ngày 22 tháng 9, có 22 em tiếp tục ra cổng trường mua loại nước ngọt như trên về uống và cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Các em được đưa đến trạm y tế xã Cốc Bàng khám và điều trị. Trong đó có 6 em có biểu hiện nặng, phải đưa lên trung tâm y tế huyện Bảo Lạc. Chia sẻ về vấn đề ngộ độc tập thể, bác sĩ Nguyễn Văn Thường, khoa nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết. Phụ thuộc vào cái mức độ ngộ độc, nhưng mà thứ nhất là nôn ói rất dữ dội, nôn ói nhiều và nôn ói dẫn đến tình trạng trẻ mất nước, có thể rối loạn điện giải hoặc là xỉu hoặc là vã mồ hôi lạnh. Thì đây là những cái triệu chứng đầu tiên của cái ngộ độc thức ăn. Cái triệu chứng thứ hai mà người ta nói đến, đây là triệu chứng tiêu chảy. Thì thông thường sau nôn ói thì trẻ em sẽ xuất hiện tiêu chảy. Cái triệu chứng thứ ba mà trong ngộ độc thức ăn người ta nói đến, đấy là cái triệu chứng mà sốt. Thì trẻ có thể có những trẻ với ngộ độc thức ăn sốt rất cao, 39 độ. Sốt thì là một phản ứng có lợi của cơ thể thôi. Cái phản ứng là do khi mà bị nhiễm độc, nhiễm vi khuẩn, virus rồi là hóa chất. Theo khuyến cáo của ngành y tế, khi nghi ngờ trẻ bị ngộ độc, cha mẹ cần phải chú ý kỹ xung quanh để tìm những vật nghi ngờ gây độc và liên hệ điện thoại đến bệnh viện để được hướng dẫn cách sơ cứu thích hợp. Khi đưa trẻ đến bệnh viện phải đem theo những vật nghi ngờ gây ngộ độc. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây đã cứu sống thành công một nam bệnh nhân bị ngộ độc methanol sau khi dùng 3 ly rượu được cho là rượu đặc sản. Bệnh nhân là anh NVA, 34 tuổi ở Bình Dương. Trước đó anh A gặp hai người bạn và cùng nhau uống rượu. Anh A cho hay nghe nói rượu đặc sản nên uống thử, xong uống 3 ly thì thấy lâng lâng nên về nhà nằm nghỉ. Chiều cùng ngày, anh A bắt đầu nôn ói, mệt mỏi nhưng nghĩ do say rượu. Sáng hôm sau, anh xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu, khó thở, sợ ánh sáng, mắt nhìn mờ như có mây che, đôi lúc nhìn trắng như tuyết. Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa với chỉ số pH động mạch giảm còn 7,297, ngộ độc methanol, cồn công nghiệp. Anh A được lọc máu khẩn cấp nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm như tổn thương thần kinh thị giác gây mù lòa, suy đa tạng, thậm chí tử vong. Sau lọc máu, sức khỏe của anh đã tạm ổn định. Chia sẻ về vấn đề ngộ độc methanol, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết. Lúc đầu nó sống giống như rượu thông thường, tác dụng giống thế, thông thường. Sau đó thì vào cơ thể thành chất độc hơn và 48 tiếng sau mới nó mới tác dụng thật sự, nó gây tổn hại cơ thể. Lúc đấy chứ quá muộn rồi. Bác sĩ không đến có đến viện nữa, bác sĩ cũng có cơ hội. Lúc đấy não tổn thương hết rồi, mắt bị mù mất rồi. Thì cơ hội sống thì cũng thấp lắm. Và để lại di chứng rất là nặng nề. Là có thể là tất cả các trường hợp mà uống rượu đấy đến viện đều có các bác sĩ đều phải chủ động cảnh giác, phải nghĩ tới để làm các kiểm tra hỏi bệnh thăm khám và các kiểm tra các xét nghiệm để có bằng chứng để khẳng định hay loại trừ ngộ độc cồn methanol. Methanol là loại cồn công nghiệp có độc tính cao với cơ thể nên chỉ được sử dụng một lượng nhỏ trong dung dịch công nghiệp, không được dùng làm rượu chế biến thực phẩm. Vì vậy, người dân nên chọn rượu có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép bởi Cục An toàn Thực phẩm. Nếu có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và điều trị. Mới đây, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh đã nhận định sữa chua là nguyên nhân khiến 10 trẻ em ở nhóm trẻ mầm non Ban Mai bị nghi ngộ độc.
Chiều ngày 25 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Kháng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh cho biết thông tin trên, thêm rằng khi kiểm tra các mẫu thức ăn buổi sáng, trưa, chiều trong ngày 23 tháng 9 tại nhóm trẻ, đoàn liên ngành nghi ngờ sữa chua, món gần nhất mà học sinh ăn có thể chứa độc tố. Ông Kháng nói, quá trình làm sữa chua có thể cơ sở này để xảy ra một số sơ suất nào đó khiến vi khuẩn xâm nhập. Tuy nhiên, các học sinh chỉ bị triệu chứng nhẹ, hiện đã xuất viện. Cơ quan chức năng đánh giá sự việc không nghiêm trọng, chỉ niêm phong lại mẫu sữa chua, chưa gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Bà Nguyễn Thị Hoàn, quản lý nhóm trẻ mầm non Ban Mai cũng cho biết, trong tuần có một buổi trẻ được ăn sữa chua, mỗi lần nhà bếp làm khoảng 70-80 hộp. Đơn vị tự làm sữa chua 7 năm nay, quy trình luôn theo công thức. Bà Hoàn chia sẻ thêm, không hiểu sao hôm đó lại xảy ra tình trạng một số học sinh ăn xong gặp vấn đề về sức khỏe. Có thể do thời tiết làm cho quy trình lên men không được chuẩn. Tối ngày 23 tháng 9, khoảng 10 trẻ mầm non 20-41 tháng tuổi được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi nghi bị ngộ độc thực phẩm, cho truyền dịch bù điện giải. Theo cơ quan y tế, trong ngày 23 tháng 9, các học sinh được ăn cháo, canh, thịt bằm, sau đó dùng sữa chua tự làm vào buổi chiều. Ban Mai là một nhóm trẻ mầm non tư thục đóng tại thành phố Hà Tĩnh, cơ sở có 75 học sinh ăn bán trú. Chiều tối ngày 25 tháng 9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật là một cục pin có đường kính 15mm cho mũi một bé gái 4 tuổi. Theo lãnh đạo bệnh viện, trước đó ngày 22 tháng 9, bé T ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng nhập viện trong tình trạng sốt cao, chảy máu và mủ mũi bên phải. Người nhà cho biết trước khi nhập viện 2 ngày, mũi bé có chảy dịch nhầy màu đen, mặc dù có uống thuốc nhưng không giảm. Sáng cùng ngày khi thấy bé sốt cao, đau nhức mũi kèm theo chảy dịch, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thành Vũ Medic Bạc Liêu để điều trị. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một dị vật cản quang nằm trong hốc mũi bên phải của bé. Ekip bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng phối hợp với bác sĩ phẫu thuật gây mê hồi sức đã khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng mổ để tiến hành lấy dị vật khẩn cấp cho bé bằng phương pháp nội soi gây mê tĩnh mạch. Chỉ trong vòng 10 phút, các bác sĩ đã thành công lấy dị vật ra ngoài. Quan sát thấy vách ngăn bên phải bị thủng, các bác sĩ tiến hành hút dịch nhầy đục, cầm máu khoang mũi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Trứ, trưởng phòng khám tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, dị vật là cục pin lấy từ trong mũi của bé đã cháy khét gần 80%. Nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Sau thủ thuật, bé tỉnh, hết sốt, không đau, không còn chảy dịch mũi. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần lưu ý lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ, tránh những món đồ nhỏ, dễ tháo, dễ nuốt. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ở vùng tai, mũi miệng của trẻ, người nhà cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và xử trí kịp thời. Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh có trường hợp bệnh nhi 14 tuổi bị viêm loét đoạn cuối dạ dày, thủng 1cm, ổ bụng nhiều dịch gây biến chứng viêm phúc mạc đã được cấp cứu kịp thời. Được biết, nguyên nhân gây ra triệu chứng này có thể đến từ thói quen sinh hoạt rất phổ biến của người Việt Nam. Bệnh nhi tên Quang trú tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng bị ói ra máu do viêm loét hành tá tràng đoạn đầu của ruột non, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Em được truyền máu, điều trị kháng sinh diệt vi khuẩn trong vòng 4 tuần ở một bệnh viện nhi. Trong thời gian ngừng thuốc chờ tái khám, Quang đau bụng đột ngột, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cấp cứu vào trưa ngày 15 tháng 9. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đỗ Trọng, chuyên khoa ngoại nhi cho biết, bệnh nhi được điều trị nhiễm khuẩn HP, tình trạng viêm loét dạ dày chuyển biến nặng dẫn đến thủng. Nếu không can thiệp sớm viêm phúc mạc, bệnh nhi có thể bị nhiễm độc, nhiễm trùng toàn thân. Vì vậy, bác sĩ Trọng cùng ekip đã lập tức thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu hút dịch, rửa sạch ổ bụng, sinh thiết bờ ổ loét, khâu kín lỗ thủng và đắp mạc nối lớn tăng cường, đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tập ăn lại bình thường, sức khỏe hồi phục tốt và đã được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Bệnh nhi tiếp tục điều trị kháng tiết axit dạ dày, phòng ngừa tái phát viêm loét dạ dày tá tràng, test lại vi khuẩn HP theo chỉ định. Được biết, vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân chính gây biến chứng thủng loét dạ dày tá tràng. Vi khuẩn HP có tốc độ lây lan rất cao. Ngoài niêm mạc dạ dày, vi khuẩn HP còn tồn tại trong nước bọt, mảng bám trên răng và khoang miệng của người bệnh. Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam có khoảng 70% dân số nhiễm vi khuẩn HP. Vi khuẩn HP lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, với tập tục chấm chung nước chấm, dùng chung chén đũa, thói quen bón thức ăn khiến trẻ em có nguy cơ cao bị lây nhiễm HP. Ở những trẻ có cơ địa tăng tiết dịch dạ dày, khuẩn HP có thể gây loét, viêm dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Để phòng ngừa, cha mẹ cần điều chỉnh chế độ ăn uống bằng cách thực hiện ăn chín uống sôi, đủ dinh dưỡng, đảm bảo ăn đầy đủ các bữa, đúng giờ, tránh ăn quá no hoặc để quá đói. Không dùng chung dụng cụ ăn uống như bát nước chấm, hạn chế gắp thức ăn cho nhau, không hôn, mớm đồ ăn cho trẻ, không nên trộn đồ ăn cho trẻ nhỏ bằng đũa của mình. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.